thấy nè, giờ mới ra nè. À, nãy giờ nó quay nó không tắt máy. Rồi không? Chuyển qua thầy nó tắt máy lên con. Mình năm mới. Dạ. Rồi. 6 năm gặp lại. Bị lóc nít 6 năm rồi giờ mới xả ra. Đúng rồi, hai con cấp 15. Giờ nó bị lóc nít 6 năm rồi, vợ bị lóc nít 4 năm. Rồi hai chồng bên đây tao mới xả nít ra. 5-6 năm mà còn nhớ đến thầy là tuyệt vời lắm rồi. Nói chung là quá tuyệt vời. À, 2016 hả con? Dạ. Sau 2015, hôm qua thì bữa kia 2015 về. Hôm qua 2017, là 2016. Cái anh Thao là cái anh mang áo đỏ đỏ đỏ, đỏ mà đeo cái lắc vàng vàng vào nó thật chứ. Đó xong đẹp lắm á. Dạ. Yeah. Thao xong đẹp lắm. Giờ mình chỉ dạy nghề nó thôi, còn nó kiếm được tiền nó hưởng, đúng không? Còn nó tôn sư trọng đạo thì nó về đây mình tống bia, nó hùng mồi. Nhưng mà thà thì mới vui được chứ hả? Nó tôn sư trọng đạo thì mình mở cửa mình đón nó, còn nó tôn sư trọng đạo thôi, rồi cái lớp này đi rồi lớp khác nó về thôi, cái gì đâu. Cái đó là gọi là cái cùi nguồn đó chứ, gốc á. Không có chú thì làm sao mà có cái tương lơi đến giờ được. Cái quy trình rõ ràng là mới trọng thầy sẽ được làm thầy, mà làm thầy rồi mới biết cực. Làm thầy đi mới biết độ nó trong cái đám học trò mình sẽ có đứa này đứa kia, mình phải dạy thì sao rồi mới có đứa này đứa kia rồi có nhiều cái bài học mình đụng nó mình để cho nó ghét mình cũng được, thấy không? Nhưng mà nó phải cố gắng ăn đi. Dạ. Nó phải cố gắng, còn nó không cố gắng nó ghét mình luôn thôi kệ, đóng tiền đi ghét thoải mái sao, thấy không? Mình học cho mình mà đi học nghề là mắt nhìn tai nghe miệng hỏi rồi, còn rồi mới còn thành công không mình do sự cố gắng. 2015 đến giờ giờ là thành công về là 2016. Dạ 2016 mà thành công giờ về là thế là lắc chưa. Không biết chuyện nó vậy không. Mà đây bắt giống chú rồi chứ. Nhưng mà ngày xăm cho nó. Dạ. Đó không? Ngày cho nó ngày là tổ đãi cho nó. Một lòng mà. Một ngày là thầy là suốt đời là thầy. Thầy giọng nhưng mà không giải thích được với thầy. À đáng nghe giải thích. Không có tại với vị nhiều đi. Hỏi tao là cái tại vị đó rõ ràng. Đó nhưng mà cứ cố gắng rồi cho thấy. Không nghe giải thích. Thầy chỉ nhìn thôi. Phấn đấu đứa nào chứ. Kiếm có lên là đi ăn tiệm mà đi qua tiệm rồi nhìn vô là nhìn vô gì không dám sợ làm thầy buồn á. Em cho thầy buồn thôi. Cao vậy á, không như được. Đôi khi cảm lầm là bình thường. Đúng không? Bao công mà cảm lầm là bình thường. Mình nếu phải bao công, nhưng mà mình cứ như Tào Tháo đã đụng má thà giết là không bỏ sót. Đúng không? Nói vậy. Cái này là hụt nhậu nha. Đúng không? Dạ. Bia của thầy. Dạ. Mồi của thầy. Còn mấy mồi kia của nó hụt dạ, nhậu. Dạ, em do luôn dạ. Em bị kẹt tay anh ơi. Đó để từ từ đi chút xíu kia và trắng nè. Mở cửa ra. Mở lỗ nhỏ thôi. Được không? Chứ mở lớn vô nó đụng nó quá lắm. Thấy ai? Từ từ phải không? Sao nè? Rồi. Em làm cánh cho vô. Má thèm nhậu với mẹ, mẹ sao đi đuổi về rồi, má đuổi khổ về, mẹ về ăn mất. Đúng không? Má ông thầy kêu ở lại nhậu bỏ gà này rồi, má bị con thầy kêu về, ăn mất đúng không? Đâu có gì. Rồi, tôi lặng vô lấy ly đi. Mở tôi lặng ra lấy cái ly. Ủa má vô đây quất một lon đi rồi, đồ má đi về luôn á. Má bữa cho nhậu xuống nhậu thầy mừng quá, đồ má hỏi uống dữ không, uống dữ mày. Tao uống ra coi đó. Vui luôn nó, vui luôn nó. Cái đồ má nó gọi thôi về đi. Uống hết lon rồi đủ về. Con đá đó. Dưới á. Đi bên đây. Ờ, lấy một lon đi. Lựa màu đi, đùn cái lượng hồng quá ha. Ờ, má uống trong xuân đi nóng rồi đó thôi. Thằng này đồ uống má. Cái đó có đá luôn rồi. Dạng đá hiện rồi. Cái hiện là đồ uống má nhậu dữ đó, đồ uống ngồi nhậu cái thầy thôi. Đồ uống lon trong xuân về. Phá con là trước là uống ly. Thấy các bạn với thầy phải uống cái ly chi bát á. Mà có ly rồi. Nó nút nắp vô hết trơn đó. Cào gió luôn đè, cào gió luôn. Bằng ơi. Mời em nha. Ở thầy có nhiều bài học cũng con, nhưng mà bài học trong người đâu.
thức về bài học về cuộc sống, sau này gia chạm thì mới biết. Thầy nói là học trò về 10 đứa là 10 cái bản tánh. Mình phải có 10 bản tánh, mình phải đối xử 10 đứa. Có nhiều đứa mình đưa nó lên cảm để cho nó hiểu. Nhưng mà nó ghét mình thì đụng á thì mình mừng. Mình cảm nó mà nó đụng nó, mà đụng nó cố gắng đụng nó quay lại để nó đụng này nọ thì mình ok đụng. Có nhiều đứa phải cho ăn bánh ngọt, nhiều đồ mới để cho nó không nản. Nếu không tại nó đóng tiền vô nó tìm tới mình thì mình phải cho nó ăn bánh ngọt, ăn bánh mặn. Thằng nào chịu được gì thì sau này đụng như có duyên, sau này nó làm thầy nó sẽ hiểu. Giống như giờ này cũng bốn mấy cái học trò á, hôm nay giờ hiểu chưa? Bốn máy tính là nó đi vô biết bao nhiêu thằng Phật. Nhiều đứa nó vô nó nghĩ là nó đóng tiền vô, trách nhiệm của mày là phải như vậy như vậy như vậy với nó. Chứ không phải nó không cần, nó không biết là nó đóng tiền vô nó phải cần sự cố gắng. Nó phải cần sự cố gắng, tại vì đi học nghề là rõ ràng nhờ mắt mày nhìn, tai mày nghe, miệng mày hỏi, cái gì mày không hiểu mày hỏi. Còn mình phải nhìn, nhìn để mình biết được cái bài học đó. Còn mày nghe người ta giảng. Còn mày vô rồi đúng giờ, mày về đúng giờ, mày không cố gắng học, ai dạy mày? Học trường lớp à? Trường lớp nó cho con bài học thôi, nó chưa cho con kinh nghiệm, nhưng ra trường đời nó cho con kinh nghiệm mới cho con bài học. Đúng không? Vậy là chú là thương học trò chú dạy mà cái tâm của chú. Mày không cho nó lo bị nóng, bị lạnh như mày. Mỗi con nó là tự cho hai chồng uống chung. Cái này là biên biên là chơi đụng. Con không dám quy đâu. Giống như giờ đụng á, nó chơi nó kéo dài thời gian á, chồng uống thì giận hơn. Em nào đó thì chồng hơn. Ai mà em đâu dám quy đâu, cái này em nó biết lệnh mà. Nói chung á, nói chung là ăn nhậu không ép. Yeah. Mà nhậu cái đầu ngừng uống thịt nữa đủ có gót nữa uống không con á, mày sẽ nhấp môi đi cho tàn tiệt, còn ly này để cho nó khủng nó không nổi thì ngồi chơi thôi, má chơi hai chồng cho chung cái ly không ai chịu nổi. Ăn đi con đã. Đã ăn cơm chưa tương này một người mình ăn, ăn đi ăn cho no chút hai người không ăn được chết luôn đi chứ đâu hết á. Này đó học chung cái thầy á, này đó con nghe nè, thầy đi ba lớp nè, dắt đi nè, cho nó quản lý tiệm mà nó không biết, thằng này cũng khờ cho quản lý tiệm đụng mà nó hơn nhiều thằng mà nó không biết, cũng anh em đụng cũng bạn bè đụng mới nhường nhịn đụng mới giờ rồi đụng mới thầy kêu nó quản lý thầy chỉ biết nó thôi, dắt đi bi ôm nè, đi massage nè, đi bi lớp nè, đi đâu cũng chở đi theo á, sau này chơi nghịch độ đụng má tao cũng nghe vậy đó, đụng má cái chung tay mà đụng tao lóc hết, hỏi nghe vậy thích. Ủa mình cảm lòng đụng á hơn bỏ sót. Ủa đôi khi mình sợ tay trong sao? Đúng không? Tay trong nó gãy xuống sao? Không chứ con. Mày hai cái này nâng đầu ăn đi. Dưới này chê người lớn không à? Rẻ nó ra 10 năm là thầy muốn ra khỏi trường. Thì thấy đeo còn đeo chú đi đâu cũng là chú đã đi nước ngoài đi đâu rồi dắt đi theo á. Đi đâu cũng là đeo chú hết rồi. Tan rồi bắt đầu cũng ok không? Táo ngủ là không có thầy là ngủ không được. Má mình thôi nách chết mẹ tới cái lỗi người ta ngủ mà. Mà đẻ gái ra là mất chồng của con, đừng đẻ gái ra lòng. Đẻ gái gì? Đẻ gái ra là con như con mất chồng mẹ nữa. Cô ngồi chơi vui cô. Mà dạ. Mất chồng đó. Đúng không? Đúng không con? Sau này mà chú thương con gái quá, con gái thấy gái, chú. Gái hay trai cũng là con của mình. Dạ. Nhưng mà con gái là mình sẽ dạy người khác. Con trai mình sẽ dạy con khác, giống như mình đẻ, mày đẻ đứa con gái rồi đó. Mày sẽ mua cái đầm. Rồi mày để nó tóc dài, mày cột. Mày mua cái áo đẹp cho nó mặc. Rồi nó đi chung mình, nó tung tăng giống như nữ con chúa. Còn mày đẻ con trai ra đó, mày dạy nó tới lớn á, là để cho nó phụ mày nhà. Xe đồ nó phụ mày đồ, nó giống như quán xíu trong nhà. Ví dụ như con mở một công ty, mà mở một cái cửa hàng vậy, nó sai thay mặt con. Còn đẻ con gái á thì con cưng nó, nhưng mà tới lớn nó sẽ quán xuyến trong nhà, rồi quét nhà dọn dẹp nấu cơm rửa chén rồi này nọ, đứa nào cũng là con mình, nhưng mà trai khác gái khác, mỗi đứa có một nhiệm vụ. Nhưng mà đẻ con trai không nhờ gì đó, giống như tao với đụ mày cũng vậy, dần mày nó có vợ rồi, vợ nó không với đụ
chú nói về con thấy chú là rất là thương mẹ của chú, thấy một lần mà có việc gì chú chờ mẹ chú ra đâu không thương mẹ ai không nghĩ là con thấy là có ai mà giống chú đâu không chú là ok luôn á. Lấy cho vợ ăn đi, em thấy thằng chắc để cho ông gấp này, để cho ông gấp thấy ông gấp cho vợ, thằng chắc gấp vợ đâu không biết rồi làm chưa mày lấy chồng mấy năm rồi. Phòng cho mấy miếng dán phòng vô gọi để cái miếng dán phòng ngủ để đang ngượng ngạo cái này mình hay lấy vợ để tổ cho đó những thằng chưa vợ ngồi coi đi con à. Nhỏ này nha nhỏ này vô chào tao cái tao lóc luôn tao không nói tiếng nào vô chào tao cái tao lóc luôn đó là nó chảm hết, nó đang bật bội đang nóng là đồ nó chảm hết, còn mấy học trò đồ nó chảm luôn, mấy học trò phải vô kiểm tra thầy ở chung nghề nó kêu chút chút, mà không nói là nó lóc liền, không có lý do. Nghề của mình bạc lắm, rất là bạc. Cái đứa nào nhớ nguồn nhớ cội á, thì sau này nó có học trò nó sẽ dễ dạy hơn. Còn nếu mà không nhớ nguồn nhớ cội á, ông mới học trò rồi có nhiều cây hỏi nó cũng cứng họng. Cái này đi phải không? Nên này chú bạn đó. Mà thật sự là người nào cũng bạn đó, người nào cũng cạnh tranh, người nào cũng đối đá. Chưa kiếm người à? Quan trọng mình đứng xử. Giống như chú đây là chú nói là dạy thuộc xua đó là không lo làm kiếm tiền. Đừng có dòm ngó mấy người xung quanh mà lúc tiền đó là không có đủ, nó nói xấu bất cứ người nào. Nó có hai dữ không? Người nào làm như thế nào cứ khen người ta đâu chết đâu. Khen người ta rồi mình sẽ cổ vũ tinh thần của người ta. Người ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Còn đủ không biết mày, tao nói mày cái núi này cao sẽ tới núi khác cao hơn. Người này giỏi sẽ người khác giỏi hơn. Mày vị trí nào mà đủ không mày được gì mà vị trí nào mà được nói xấu. Giờ ví dụ như cái nghề mình cận nghề thật. Hôm nay mày vui, mày muốn phẩm đẹp. Hôm nay mày mệt, mắt mày qua, đủ mày không ăn ngủ đều. Đủ không mày mệt mỏi người, mày muốn tác phẩm nó sẽ bị lỗi. Thì đủ không mày dìm người ta, mốt người ta đủ không lấy nha cái tác phẩm lúc đó là sao ta dìm mày. Cho nên để tập trung vô kiếm tiền thôi. Tại vì khi mày tập trung vô kiếm tiền, mày kiếm được nhiều tiền thì đó là sẽ là cái câu trả lời cho tất cả những người ghét mày. Người ta muốn nói mày, nói xấu mày, nhưng mà khi mà người ta nói xấu mày đã cái miệng, nhưng mà người ta dòm lại, người ta đéo bằng mày. Đó là cái câu trả lời chính xác nhất. Con càng thành công đó là câu trả lời chính xác nhất, đúng không? Mà nghề này của thầy càng ngày càng bảo quả rồi. Hôm nay là khách á, chứ không phải học trò đâu. Không biết mà con có nhà ý của thằng mối khách. Nó vô xong chứ còn nghỉ xong cho nó luôn. Bỏ cùng nó đăng ký qua học luôn. Nó là không có thời gian để tâm nữa đâu. Qua học luôn. Qua học nó mới biết được đâu nó dắt đâu. Làm tối ngày luôn. Bạn nghe khoảng. Dạ. Cầm tay mình mà. Con bị kẹt tay rồi. Bây giờ con cứ cầm đây chút xíu mới đầu là con khi mà đủ con thấy ở đây uống được hai ba lon bắt đầu con mới tắt máy. Dạ. Không uống theo kịp người ta. Đậu má mày đừng có ngồi gần tao. Má đồ có hai lon mà chút xíu kẹt lại. Ngoại gần con dưới mày hả không? Mà bên ngoại với con gieo. Không cần biết bên ngoại. Nhưng mà đậu má đô nó có hai lon. Mày mỗi lần nó uống gần với tao là đậu má nó uống chắc mẹ luôn cho quay lại tao không thấy lon nó đâu. Mà con nói là tới 9 lon. Tao đếm là của tao có 5 lon. Đồ má. Mà nó hỏi nó uống nó không? Dơ rồi trắng mà nó uống bao nhiêu lần với mình rồi mình biết nó hai lon ba lon à. Ủa bánh sao này nó đặt cái đồ nó te thôi che và trắng luôn rồi. Cái hôm mà con đi chú thì em này ngồi ngoài đâu chú em đâu uống đâu có uống đâu nó là chỉ ăn thôi đó. Bây giờ hết đây để mòn cho nó đi. Chuyển qua con chuyển thằng Thấn con dạ. Chuyển con lùn lùn á chuyển đây chuyển đây chuyển tại chuyển hàng ống chuyển cho con mày liên vòng đi đủ người mày giờ thấy mình tao rồi cũng sao ăn được xương mẫu đang ăn hết luôn cái bàn luôn xương mẫu đang ăn đâu mới xuống quay xương mẫu đang ăn đâu dám quay qua nhai mà nuốt luôn à.
Nó mới làm ra hả? Nó có lần ngủ quả con coi trên da má quốc tâm mấy chục triệu thấy ai cũng vui á, má làm cũng vui hết, về có đếm nói là lúc nào á dạ. Chuyển khoản rồi cũng như tao làm như là đồ má chém mấy bả đồ có bả xài chết 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 rồi thả lại lấy đi con đi bu lý cái trẻ đó đặt ngồi đi con nè thắm để thầy vô thầy lấy chén cho con má đi con dầm nó ngài mày luôn á mày thấy đang lo dầm mày chưa muốn chơi hả dạ nó chung là cái món này cái món này cái món này cái món kia là con dặn nó kêu về khách sạn ăn mà hằng lúc mà nó kêu tôi ship đồ tới cho tôi là chất nó mới nói là chất mẹ tới giờ qua ông thầy rồi nó mang qua thôi giờ lỡ lỡ rồi con vợ con ăn đi dạ nó mua cho nó ăn đi chú với cô ăn thịt vịt được không ăn gì thịt vịt chứ không dạ dạ cái gì cũng ăn vậy thịt người là cũng ngán thôi. Thì con biết để mà vì cái mà chú ăn á, con mua bên chỗ áp phát bên người Liên Quý á, cái tiệm vịt vịt áp phát ngon lắm chú. Mày ăn qua là tốn tiền á, mẹ qua tốn tiền. Mày. Cái này khoai tây mà. Khoai tây. Tao là cũng nhận đồ người ta. Làm. Thì có lúc chú gì đó. Trả cái lần nữa. Trả tiền lại. Rồi nhỏ này. Qua chú đâu có lấy tiền đâu. Kêu thấy mà trên mạng đẹp tôi mua à. Bỏ ra cũng vô. Chứ nó chưa ăn bao giờ đúng không? Thấy trên quảng cáo trên trang một màu mẹ đẹp lắm nhưng mà mua đâu biết được là đâu cho mấy món này. Trả gì trả hả? Ờ. Trả thêm. Trả ngon mà. Dạ mở. Hôm nay thấy gì lạ lạ ăn vậy đó. Ờ. Chứ đâu biết giờ lỡ dở quá. Xong gạt con dao rồi con. Dạ. 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 Nè, cái gió không kìa. À không, chịu nổi dây đâu. Đây à. Nó ghê lắm hả? Dây điện nó nhỏ, chịu không nổi cái bếp này. Nó cháy liền á. Nó cháy nhiều lúc nó cháy. Nó cháy là không phải là cháy đi mà nó cháy ở cái chỗ cắm á. Nó cháy cái ruột cái chỗ kia. Gần dây điện á. Nó tải luôn rồi em. Chịu không nổi. Dạ. Vì con sẽ không thích cái điều đó. Bà không hiểu đâu. Gì nữa? Giỏi. Trời ơi. Lấy mực. Mà tao sứa được. Giận chứ. Nhiều quá rồi. Giận chứ có đâu chui. Lấy mực. Thôi bữa nay cái này câu dính như mẫu rồi. Tao nghe gọi được mà. Tao hay gọi. Cái này. Ông này ông ít ăn. Nó giòn giòn. Còn đi gấp á rồi cái kiếm tôm nữa cột tạo đem lên. Rồi mấy cái chế phòng ơi. Thôi luôn. Thế nào? Vợ nó thấy màu đẹp quá nè, mua ai vậy đâu biết cái phải lan chi. Ăn đi quá anh. Dạ. Cái này heo gừng nè con. Dạ, tớ nó vô rồi. Cô ăn đi. Dạ. Chơi ha. Lấy cậu trước rồi. Chứ bè nói cho tao. Tao không được gì đây hết. Giờ lấy để đây nè. Rồi. Dạ. Để tụi nó dành. Lấy cái dĩa nhỏ cho ổng. Dành ăn. Nam quay phim kìa. Dành ăn với tụi nhỏ. Không có dành ăn. Có thể cắt nha. Nè, đem lên cho thầy đó. Không, không có dành ăn nhưng mà ta ăn đúng con, còn như cái bài ăn ăn. Ăn được ăn. Đi ra ăn, để cho tao không biết ăn em không? Nhà ăn gái rồi phải không? Con thì cua là con. Phải ăn món này à. Con với cha, vợ với con. Tôi luôn nhưng mà đi học tối là đi học trước các con suy nghĩ, mới sắp xếp bỏ đi, mới bỏ rồi. Ừ. Bữa nay với ngày mai là vui luôn. Đi với mày đang đông khách lên gì? Lên mới được. Má sẵn cái tấm quà này lên. Má dắn vợ lên kêu vợ sẵn hết vợ luôn giùm luôn. Nhốt đám năm hả? Nhốt tuồng. Nhốt mấy năm. Tại nó chơi chung nghịch đồ. Chơi chung với tân não. Mà tân não nó xin thành lỗi thầy đó. Dạ. Làm bài đăng con thấy bài đăng đó không? Thắng mà. Bài đăng nó xin lỗi thầy nó nói là cho dù bạn có học giỏi cỡ nào nữa, nếu mà không có một người thầy đứng sau lưng giống như bạn đồ bơ vơ, nếu mà ai có đọc được bài đăng này đang học đồng thầy đó thì nên trân trọng rồi chuyển cái gì tôi tốt này tới cho nó gửi lời xin lỗi. Từ lúc nói cái đó ra cái thấy nó mới phát dạ, nó nhẹ mình liền dạ dạ dọn nó cũng bị tức chết nên tới giờ nó vẫn còn trong chuồng mà
nước sải không? À, hơi chút cũng không. Không, đúng ra là thầy chỉnh thương nó nhiều lắm á. Dạ. Tại vì cái phép thử nó không vượt qua được. Cái ngày cuối cùng á, nó nhận bằng. Lấy bằng á, ức chế vậy đó. Biết ức chế. Ngày cuối cùng lấy bằng á là nó nhậu với thầy. Là bơi cu lê luôn, xuống nó leo vô hồ cá, thầy luôn nó nằm trong đó mà. Rồi sang ngày mai thầy không phép bằng đó. Không phép bằng đó là tại vì thầy nhiều công việc. Thầy nói để mốt, trong xu là nó về nó tức. Về đăng bài nó chửi thầy. Để đi thôi, ba đéo ba vợ mà đâu là mơ đi. Bây giờ nó bị ức chế, đăng bài nó chửi mình. Mà trong khi nó là được ưu ái nhất. Học vô thầy nó được ưu ái nhiều chứ bộ. Được rất nhiều, ăn chung, ngủ chung, là học thầy dạy rất nhiều thứ. Mà đụng nó kiểu như ngày cuối cùng thì cho nó một cái phép thử đúng không? Tại vì mình nhậu hôm xưa rồi mai mình đấu hết bằng. Hôm xưa đăng bài chửi, tao bình thường. Rồi cuối cùng bây giờ đụng má trở về số 0 chứ. Xin lỗi thầy quá chừng rồi được. Bây giờ bắt đầu làm nghề từ từ này. Vậy hiếu món gì không? Đứa nào có con nó đậu món bên trong rồi đậu nó ngoan ngoan. Cái nào đậu hiếu món gì không? Một con giá. À, mà em muốn bận vậy hết hả? Sau này có thể thì sau này theo nghề rồi con mới thấy rồi bây giờ con mới thấy không đủ là thành phần như con rồi. Dạ. Yeah. Phải làm nhiều lòng nhiều thứ lắm. Không sao. Mình đi học nghề mà. Ai mà mấy em chắc mấy em trong này là toàn học. Con cứ suy nghĩ một điều như nào. Con suy nghĩ một điều thống nhất luôn á. Mà tự động con suy nghĩ nè. Cái người ngoài đường á mà không quen biết với thầy á mà khó khăn thầy còn giúp được. Thì đó con cứ vô trò đã bỏ. Mà quan trọng là mày có đủ mới hiểu được cái câu nhất tự bi sư bán tự bi sư không? Dù mày không có theo nghề nữa nhưng mà ít nhiều gì mày ở nhà ta 3-4 tháng rồi đủ cũng có tình cảm hay nghĩa là tình nghĩa nha mà mày quên mày cái tình nghĩa tình cảm thì thôi đủ mới xài gì cái câu đó mà mày còn không hiểu được cái đủ cái câu tình nghĩa mình ra đường mình dỗ ngập xương đủ mà anh em đúng không mình suy nghĩ là mấy người bị bệnh đau hay khó khăn nè tới nhờ thầy đúng hoàn cảnh đúng người hay chồng quan cảnh thầy giúp liền trong người việc tao giúp quá chừng thì những người tao giúp tụi nó đâu quen biết đâu thì người lạ tao còn giúp được chẳng lẽ học trò tao không giúp được đúng không do mày phủi ơn thôi do mày nghĩ là đụng mày cầm được cái máy muốn được like muốn được khung được tô đen được mày nghĩ mày là thợ nhưng mà nó còn con đường mày đi theo nghề nó còn dài lắm nó còn rất là dài sau này mày gặp thành phần nụ cái này thách này thách kia rồi quýnh tác phẩm này quýnh tác phẩm kia rồi ví dụ như mày may mắn mày có học trò nữa mà đụng mới gặp những học trò bướng mày dạy như thế nào được có nhiều cái để học nhưng mà có điều là đụng có nhiều thằng nó học xong xuôi rồi nó nghĩ nó giỏi rồi. Nó nghĩ nó ngay ngàn mình á, cho nên nó khổ mình luôn, thì khổ mình mừng thôi. Là lúc đó mình hết trách nhiệm. Đạo đức á. Đạo đức á. Hết trách nhiệm. Còn bây giờ tao dạy cho mày cái nghề. Xe mày kiếm được, mày hưởng, tao đâu hưởng lần nào không, sau này mày làm mày hưởng tiền thôi. Nhưng mà ví dụ như mày ngoan, mày đổi đạo đức, tao chỉ nói, à đằng đó là của học trò của mình. Đem cái niềm tự hào tới mình. Giống như giờ thầy của chú vậy đó. Thầy chú kia nhắc ông thầy chú. Dù tiền thầy kiếm được. Ông thầy đâu kiếm được gì đâu nhưng mà thầy của thầy tự hào đó nhắc tới tên ông đó là thầy học trò tao nhưng mà chỉ cần tao nói được tuổi ông đó đếp là thầy của tao rồi cũng mang tao rồi chịu đạo đức khi mà chú vô đạo đức mình sẽ dạy được nó mày bước vô tiệm chú là hai cái thằng ông thầy rồi rất là lớn có thấy là có chú chụp hình chú đăng lên trên thầy của mình mà dạ. Người ta không dạy gì hết chứ dù người ta không dạy mình cái gì hết nhưng mà mình tìm tới người ta mình học chính bản thân mình tìm tới người ta đâu phải người ta ngồi nhà ê mày tới đây mình đóng tiền cho tao học mình ngồi nhà mà ông thầy mình ngồi nhà chính bản thân mình tìm tới người ta mình học mình thấy ông thầy đó có nhiều cái hay nhiều cái mình tôn trọng thì tới mình tìm mình học mình phải học được những cái hay những cái tôn trọng luôn đó mình tới ông xui rượu á tự thân nhiên thấy rượu á ông này nó dạy ông xui tới học thấy ông lao cái chừng rượu mới nản không dạy tôn trọng không dạy tôi gì hết ông dạy tôn trọng dạy sao đây nhưng mà trong những cái đụng lúc mà nhậu hay lúc mà ngồi đứng với nhau hoặc là đụng lúc mà đụng mình la đó đó là những lúc mình dạy mày sai tao mới la mày tao la mày xong xuôi tao mới chửi mày những cái sai mà mày đụng quá mày đụng quá tự nhiên mày nói đụng quá tại sao thấy trên nó vui quá mà sao tới đây ông la mình mày ức chế
đúng không? Chú tới bây giờ chú vẫn còn đúc hết cho nhiều cái để gạo còn. Bây giờ chú rút kinh nghiệm là ít la xíu cho bánh ngọt. Nhưng mà con nói, chú nói nghe nè, càng cho học trò mình ăn bánh ngọt thì chú nói càng chết. Chú thương chú. Cho nên tao bây giờ ít cho bánh ngọt, tao vẫn là tao la mày nữa để mày ghét tao, mày ghét trời mày chứ. Miễn sao đủ, tao dạy mày đúng. Tao dạy mày đúng thôi. Còn đụng với mày, tao la mày nha. Mà mày thành công, sau này mày phủ tao. Thì tao vẫn tròn cái trách nhiệm tao dạy cho mày. Nhưng mà khi mình giao khóa là tao không còn trách nhiệm, tao khỏe được. Là trong những khóa học là tao vẫn tròn trách nhiệm, mày vẫn làm được. Ok rồi này nọ. Nhưng mày ghét tao trời mà. Mày ghét tao đụng á. Sau này tao mừng. Còn mày thương tao đụng, má về tao mày còn xin đồ. Còn mày không xin đồ. Sao hoài vậy? Sứa rồi. Sứa rồi. Sứa rồi. Không biết ăn mà ho hoài à. Chú có bia vô cho thích nhậm. Chú là bị chứ không phải. Vô cái hành. Ăn sứa vô bị rồi. Thằng này á, 20-1 gỡ nguyên cái ổ mấy cái mại vàng lên nha. Mà nó chơi giấu mặt. Mà tao nhìn là đủ mới nó nói là cái thằng ship đó, nó là của học trò với Kim Giang gỡ lên nha. Tao biết nó luôn mà tao đang giận nó nha. Tao ghi lại tờ giấy là ở đây không nhận quà của những người mà đủ giấu mặt và không không giao luôn những người chung nghề. Tao gỡ ngược lại luôn. Tao trả tiền ship, tao cho luôn tiền ship, gỡ ngược lại cho nó mà. Nó nhận lại không? Còn nhận lại à, nhận lấy vía. Nhận được mà tất lấy vía luôn. Chân lên trên tổ luôn. Ở trong xua đồ má, tới mấy ngày khác nó gỡ nguyên một thùng hải sản lên luôn. Nguyên thùng hải sản luôn. Lên trong xua thằng mang hải sản lên nha, nó là chú có học trò với Kiên Giang ở lên chú là tao biết lồn này liền, tao hỏi than chết không? Không phải chú ơi, không phải trả liền liền luôn. Đồ nguyên một thùng hải sản luôn á. Trả người nó đồ mới về nó nói là thiêu chắc luôn. Chú sao thầy buồn. Chứ không phải là tao, tại vì thầy không thiếu gì hết. Chứ mà tao không được. Thiếu là cái thiếu đủ, cái tình, cái nghĩa thôi. Mà về đây đủ, mà tao có thể đủ cho mình nhiều thứ hơn. Chứ mà về đây là đủ, mà phải mua cái này, mua kia, về thăm tao không có. Mà sách cái đít không, về đủ, mà tao vẫn mua bia nhưng mà mò mày nhậu. Không ăn, gì ăn rồi, tại đó. Ăn thật thật, thật. Chút xíu là chỉ cho nó uống rượu, tối về chạch thôi. Xíu lấy mấy rượu ngon cho nó uống rồi. Chứ thầy đâu có thiếu được. Uống rượu lại chạy sao? Đó mà nó muốn hết tạng rồi. Không thì nó uống xuống người ta mà. Ta kêu uống không uống. Chúng ta hay hết tạng rồi cho nó đừng uống. Hết tạng mà uống rượu. Chuyện đi, cả ngoài giới này ăn không được rồi. Ăn nước con hỏng quá. Ăn không có biết, nhiều. Để chú ăn cua đi chú. Chị với ai? Tôi rồi. Trời ơi, tôi đại gia đó. Thấy giọng đó. Thấy giọng ha. Thấy giọng đó. Thấy giọng giờ này đó, 40 học sinh. Mà tao rất nhiều sinh nó có lành học trò mà đụng má kêu tao sư tổ, mà sợ chết mẹ. Mấy thằng mà đụng má học trò kêu thầy sư tổ rồi, cũng tổ mẹ mày đó. Mày nhưng mà đóng tiền cho thầy mày đụng má gặp tao kêu tao sư tổ. Mày đóng tiền cho người nào thì mày phải tôn trọng người đó. Ví dụ như gặp tao với đồng chú là ok. Đúng không? Tại vì con đóng tiền, ví dụ như sau này rồi con khỏe làm thầy đi. Con là anh Hồng khỏe. Hồng khỏe nó tôn trọng thầy, nó nói thầy của thầy vậy đó. Xuân có làm cái đụng, mấy xong xuân con đụng, mấy Hồng khỏe nó đụng, nó tôn trọng thầy, xuân nó bắt học trò nên là phải kêu sư tổ. Mà trong cái đụng, mấy trong khi mày đưa lại học, mày đưa tiền cho Hồng khỏe. Đúng không? Quan trọng là mày có đạo đức, mà tôn trọng Hồng khỏe thôi. Còn cái đụng giữa tao với mày là tao thầy của Hồng khỏe, Hồng khỏe tôn trọng mình rồi. Còn thầy với con, chú với con đó là gọi là đồng nghiệp. Mà tôn trọng hơn chú lớn tuổi, con kêu chú bằng chú là ok. Ví dụ như con tôn trọng con, tôn trọng thầy con, con quý chú sẽ truyền nhiều cái kinh nghiệm nữa. Chứ là nói đầu của máy sau này có chờ cho tôi sư tổ. Cho tôi sư tổ nó giống như tôi già, đủ mà tôi muốn trẻ chứ. Thầy học trò. Thế là lên giúp thầy. Đủ má học trò cho nó có vợ có con, dắt con với cái đông ông rồi, đủ nó nhìn nó buồn muốn chết luôn. Dạ. 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 Dạ